Nó nặng cái này à? Được. À. Sẹo trăng chi trên mặt em luôn á. Tại sao này nó lại đến mức như này em? Em điều trị mụn ở đâu? Em chưa. Cứ lần nó bùng mụn lên thì em làm thế nào? Nó đợi nó bùng ra thì... Thì kệ nó thôi á, không làm gì á. Có cậy cái gì không? Thì nó núp nó gần bùng rồi á thì ngứa. Em ngửa mặt lên xem.
sẹo chăng chi trên mặt em luôn á. Tại sao lại nó lại đến mức như này em? Em điều trị mụn ở đâu? Em chưa. Cái lần nó bị mụn lên thì em làm thế nào? Nó đợi nó bung ra thì... Thì kệ nó thôi á, không làm gì á. Có cậy cái gì không? Thì nó núp nó gần bung rồi á, thì ngứa. Em ngửa mặt lên xem. Ôi, cái này toàn mụn này. Mụn của em nó là mụn mạch lươn em ạ. Toàn bộ chỗ này nó đều là mụn mạch lươn này. Đây cũng mụn mạch lươn này, mà nó hình thành sẹo rồi. Rất là nặng luôn á. Cái này em phải điều trị. Và phải điều trị tích cực. Cái gương mặt của em nó chằng chịt sẹo. Mà hiện nay nó đã chằng chịt rồi. Em bị này bao nhiêu lâu rồi? Bao nhiêu năm rồi? 3-4 năm. 3-4 năm nay rồi. Mặt tệ quá. Da em thì là da dầu, lỗ chân lông thì bị tắc. Mụn ẩn thì nhiều, viêm cũng nhiều, sẹo cũng nhiều. Cái này hôm nay mình sẽ làm gì? Thứ nhất là mình sẽ làm sạch cái mặt để đỡ lên mụn ẩn nhá. Thứ hai là mình xử lý cái nhân và công nghệ laser. Thứ ba là anh kê đơn cho em. Cố gắng sau khoảng 1 tháng thì kiểm soát mụn của em được khoảng 80-90%. Hiểu không nhỉ? Sau khi mụn nó khỏi rồi thì lúc đấy mình có thể điều trị được cái sẹo, những cái sẹo này cho nó tốt hơn. Chứ hiện tại bây giờ sẹo em nó chằng chịt rất là xấu nhá. Em có gia đình chưa? Em chưa. Thế à? Thế này có người yêu chưa? Chưa. Thế này đúng là hơi bị mất tự tin đúng không? Em có mất tự tin không? Hỏi thật. Có chứ nhỉ? Mụn nặng như thế này không à? Kinh khủng luôn. Ok, nhé em nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta thì mình bắt đầu làm nhé em nhé. Mạnh quá.